Đi ra ngoài đi chơi đi ạ. Cháu đã đi lên từ tầng 5 lên đến đây. Bây giờ con lên đi, con đi đi vào đây. Nhanh lên Bông. Nào. Chị này, chị nhìn nhau anh đi mạch đi ngay bên kia không này. À, còn đây là chị sữa của cháu đây. Chị sữa của cháu đây. Hai chị em cháu hôm nay đi chơi đây. Đi nhanh lên nào, đi con gọi em vào đi. Nhá, sữa. Sữa gọi Bông vào đây. Nào, Bông Bụ Bẫm là mẹ cháu phải đổi tên thành Bông Bụ Bẫm, không gọi là Bông Công Chúa nữa. Bông Công Chúa là ông nghèo không chịu ăn đâu. Đi, Bông, 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 Bông Béo hoặc là Bông Bụ Bẫm. Bông Béo ơi. Nào, mẹ cháu phải đặt là Bông Béo hoặc Bông Bụ Bẫm. 2 tháng gì mà trông như là một tuần tuổi này. À, trông như là kiểu 1 tháng tuổi ấy chị. Nè, trông buồn cười ấy này. Hả Bông? Đi ra đi con. Đây là vườn cây trên tầng lên tầng 6 nhà cháu đây ạ, khu tập thể Phương Mai. Đấy, sữa đấy, sữa đang nằm đấy. Sữa sữa bảo em vào đi, sữa gọi em vào đi nhanh lên. Hai chị em. Nào thế mẹ ra mẹ đủ đít Bông nhá. Nào, đủ đít Bông nào. Nhất định phải 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 vận động, không như anh Pac-Man, chính vì không vận động như là mấy 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 bệnh đó. Nhị. Đấy, cho nên là đến rút kinh nghiệm đến đến Bông Bông Bụ Bẫm là mẹ cháu phải yêu cầu đi vận động từ nhỏ. Đưa mẹ cháu vừa cho cháu đi xuống dưới đường đó, đi xuống dưới đường Trường Chinh để vận động một vòng. Không thể nào không vận động được. Nhá. Cháu 2 tháng tuổi mà trông như là 1 tháng tuổi thế này. Phải nỗ lực rất nhiều luôn. Đi Bông ơi. Nào Bông Bụ Bẫm vào đây mẹ nào. Nào. Đi về nhà này. Sữa sữa vào đây con. Đấy, sữa vào nhà rồi, chạy vào nhà rồi, vù 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 vù. Còn Bông nhất định là không chịu vào. Bông mà không chịu vận động lại giống như Pac-Man là không ổn đâu. Đi, mẹ cháu yêu cầu vận động. Nào, đi. Đi đi con. Đi con, đi vào đây. Nhanh lên. Nhất định là ngồi đấy thôi à. Không vận động. Bông ơi, đi vào đây con. Đi con, nhanh nhẹn. Bông đi đâu đấy? Đi vào đây, sữa 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 vào đây để cho em vào cùng. Nhanh nhanh. Nhanh nhẹn. Đấy, hành trình để mà cho Bông đi vận động là cả một hành trình đầy khó khăn. Cháu cũng không chịu đi đâu. Mờ lười lắm. Bông ơi. Bông à, bây giờ mẹ phải làm gì cho Bông đi vận động được bây giờ? Đủ nhá. Đủ đít, đủ đít, đủ đít. Nào, đi con đi vào đây. Ôi trời đấy, nó lại đứng im. Đây Bông vào, à sữa sữa vào đi, sữa sữa vào trong nhà đi để cho em vào. Cháu vào rồi. Bông ơi. Đi vào đấy là không có lối thoát đâu. Vào cửa cơ mà. À, đi vào trong cửa trong nhà cơ mà. Thế sao chưa lấp vào trong đấy làm gì? Đi, đi, đi. Đi vào trong nhà. Cả hai chị em. Rồi, đấy. Chính là phải mất rất là nhiều công cháu mới tập được ạ. Đi con, hai con vào đi. Hai con vào đi để mẹ cháu khóa cửa. Đây là khu tập thể cũ Phương Mai. Các bác thì có thể nhìn thấy nó hơi cũ này. Nhưng mà ở đây thì sống rất là tiện ích. Gần chợ, gần trường. Đi lại cũng tiện. Cho nên là mẹ cháu vẫn ở đây. Đấy. Đi con đi vào đây. Ừ, chị Bông, à chị Sữa không trêu em. Chị Sữa không trêu em, thấy chưa? Nhìn em phản ứng lại đấy. Sữa không trêu em. Em khè cho đấy.
Đấy, thấy chưa? Các bác thấy bông nó cũng đánh đá đấy chú. Kinh chưa? Sữa vào. Bông vào đây con. Nhanh lên. Bông ơi. Nhanh lên vào đây để không mà mẹ còn phải giặt cái ba lô này. Bông vào đấy, cho bông vào ba lô của mẹ, bông tè vào ba lô của mẹ rồi. Phải giặt để còn mai mẹ cháu còn phải đi làm. Đi vào đi con. Nào vào, mẹ đủ 1 lít. Chị sữa không trêu em. Sữa không trêu em. Nào không trêu em, sữa. Đây con. Em khè kìa. Nào đi vào con. Đi vào bên trong. Nào nào mẹ cháu đủ đít, mẹ cháu đủ cái đít cháu đấy. Để cháu đi, cháu tập đi. Tập đi cho nó khỏe chứ còn nó cứ lười vận động mãi lắm. Ơi. Thôi, đi vào. Đấy. Các bác thông cảm nhé, nhà cháu hơi mẹ cháu hơi bừa bộn. Đấy. Pac-Man, Pac-Woman, hai đứa nó cào đây này. Bao nhiêu công làm cái nền như thế này, làm tường như thế này mà nó cào hết cả dưới như thế này này, tan tác hết cả ra này. Ôi, yêu chó mèo thì chấp nhận thôi. Mẹ cháu cũng chẳng dán lại đâu. Mất công lắm. Bao nhiêu mất công, mất tiền nữa mà nó đằng nào nó cũng xong nó lại cào ra. Dồi ôi, yêu lắm. Ôi khè đấy, cháu khè cho sợ chưa? Đừng tưởng chị sữa nhá, chị đừng tưởng là chị lớn mà chị trêu em được đâu. Khè cho đấy, chị sữa trèo lên giường kìa. Trước khi mẹ cháu đi, mẹ cháu đã phải lật hết chăn ga gối đệm, đã phải thay hết rồi. Nhà có chó mèo cho nên là phải đi ra khỏi nhà cái là tranh thủ giặt luôn. Đó, cái áo đây. Thôi, không kêu nữa. Đấy. Ý ôi, ý ôi. Nào, thế con có lên trên giường không? Hay là có ở dưới gầm giường chơi? À, từ bây giờ đến tối là cháu không ăn gì nữa. Tại vì bác nó, cái bác ở Trường Chinh bác bảo là cháu ăn thế là đủ rồi. Vừa lấy bác cho ăn thêm 3 cái xi lanh con 5ml. Đấy, để cháu ăn 3 cái xi lanh 5ml đấy thì là đủ rồi. Đấy, cháu chui vào trong đấy rồi. Xin chào các bác nhé.